chào thầy và các bạn, em tên Trần Minh Hiếu. Mã số sinh viên là 18161073. Và hôm nay em xin thực hiện về bài tập số 2, bài tập điều khiển hai con led đơn sáng tắt như theo hai nút nhấn. Và trước tiên chúng ta sẽ vẽ mặt bằng rotate. Như các bạn cũng thấy, chúng ta có hai nút nhấn sẽ đi vào chân RB1, nút nhấn thứ hai sẽ chân RD2 và đi ra là RB3 chạy theo con led, và tương tự RB4 cho con led thứ hai. Và chân nối đất. Và chúng ta sẽ cần đến một bộ mạch reset để cho hai con led trở về trạng thái ban đầu. Đây là mạch reset và đây là thách anh. Và chúng ta sẽ đi tới phần code. Chúng ta sẽ khai báo con bit 16 F887H với thư viện là HS. Là ý nghĩa của HS là sử dụng cho anh tần số cao. Và chúng ta sẽ delay với tại chúng ta sẽ delay thiết lập hiệu suất với tần số 20 Fs và khai báo SWB0 và BT1 bin F1, BT2 bin F2, L1 bin B3, L2 bin B4, void main. Chúng ta sẽ khai spot plus và ở hệ số cao và reset B ở hệ số cao. Output low L1, output low L2. Và chúng ta sẽ dùng lệnh lập là while, true while và dòng if như hình. Nếu if ở 0, input sẽ bằng 0 và delay và sẽ xuất ra ở mức là trouble L1, input bắt đầu bằng 0 và sẽ đi ra bằng L2, trouble L. Đèn lúc đó đèn sẽ sáng và nếu và 1 sẽ dùng nghĩa đảo. Và chúng ta sẽ thực hiện. Rồi mình bắt đầu run. Rồi mình sẽ nhấn bước 1 và đèn 1 sẽ sáng. Và mình nút cái nửa 1 sẽ tắt. Ở đây mình đã khử được hiện tượng nha. Dùng bàn phím, dùng nút, nếu không trường hợp sẽ nhấn và tắt liên tục. Và mình sẽ reset thử cho các bạn thấy. Các bạn cũng thấy hai đèn đã sáng và mình nhấn reset để cho trở về trạng thái ban đầu. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe. Em xin dừng clip tại đây.